Sáng nay, Công an tỉnh đã có buổi làm việc với tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để trao đổi thống nhất nội dung phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, cấp căn cước công dân gắn chip, làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh. Buổi làm việc xoay quanh các nội dung phương pháp phối hợp giữa Công an tỉnh với tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, tạo sự đồng thuận tham gia sử dụng tài khoản định danh điện tử phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khẳng định vai trò xung kích đi đầu của đoàn viên, hội viên các cấp trong tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt rộng rãi toàn xã hội, bảo đảm để người dân có tài khoản định danh điện tử, thực hiện các giao dịch hành chính công cần thiết, thuận tiện nhất, nhanh nhất và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước theo quy định, góp phần xây dựng nền hành chính số văn minh hiện đại.